Thanks to a partnership between Global Foundation for Children with Hearing Loss and the Other World Foundation, children in Vietnam were given advanced bionics cochlear implants at no cost. And we are back in Vietnam 1 year after the activation of the cochlear implant. Cảm thấy nó hồi hộp. Em mới đã đăng ký ở trên trang máy thôi, nghĩa là nó chỉ nghe được âm thanh từ cái máy thôi. Hoa. Đúng rồi, Hoa. Cảm giác là chuẩn bị chờ nhà cha để đón dâu ấy ạ. Bây giờ nó sẽ nghe tiếng âm thanh xung quanh môi trường này. Hello. Bye. Mới đầu con được nghe bằng máy cực thì khác hẳn với cả hoàn toàn. Âm thanh mới là phải dạy lại nhiều hơn. We have built this program in a sustainable way, and Hear the World Foundation also covers 1 year of speech therapy as well as 15 years of product support, maintenance and upgrades. Sau khi bạn ấy được cấy thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, cả nghe này. Con lấy 2 nên màu nhá. Đúng rồi, rất giỏi. Lời nói đúng rồi. Và nhận thức 2 ô tô luôn. Chi. Năm chỉ cho bố là xe gì đây? Xe ủ. Xe gì đây? Xe cục đó. Mỗi lần đến học thấy con tiến bộ. Không ngờ con mình thay đổi nhanh đến thế. Cả nhà cùng nghe nhạc và nhảy theo. Có nhạc sẽ là nhảy. Nghe nhá. Tắt nhạc thì giữ nguyên cái trạng thái. Bạn ấy rất là tò mò với tất cả mọi thứ. Ví dụ như một con chó kêu mà bạn ấy bảo là, mẹ ơi chó đấy, chó sủa gâu gâu gâu. Trong khi đó mình vừa kết hợp vừa học và vừa chơi nên bạn ấy rất là thích thú. Con gì đây? Con voi. Có. Con voi. Một con voi, đúng rồi. Bây giờ khi con được nghe bằng điện cực thì được đi học và hòa nhập với các bạn. Nhưng mà con vào lớp thì các bạn cũng thấy lạ lắm là tại sao bạn ấy lại có tai nghe. Và em cũng có giải thích với các bạn. Khi mà mới sinh ra thì con đã không có thể tự nghe được. Và ngôn ngữ của con cũng phát triển chậm hơn các bạn khác. Và em đã quan tâm đến con nhiều hơn các bạn khác. Lâm, cô mời con quả gì đây? Con tiến bộ hơn rất nhiều. Quả cam. Through our support, their entire life has completely changed. Thì bạn có thể chơi mọi hoạt động chơi của gia đình. 1, 2, 3, 4. Chỉ biết gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý hội cũng như các quý lắng nghe đã tạo điều kiện để giúp cháu được nghe được âm thanh cuộc sống.